đang chế độ lục lục tủ lạnh đỏ mẹ ơi. Thì nó mà nãy nãy chín rồi, nó cũng chín rồi, nó chín không rồi. Nó ướt cái gì cái này tôi nghĩ chắc nướng hay gì thôi, giống như khô vậy đó. khô cái rồi mà nướng gì đó không đang lục tủ rồi con. Tủ bữa nay đầy tủ trơn à, rồi bữa nay lựa anh mồi nhiều quá lựa, đang lựa ra cái cục này cục gì không biết. Tao thấy người ghi tao thấy chắc mày kho, ê mày nấu canh đầu bếp rồi chừng chưa à? Gì vậy? Cà chua nấu sườn canh sườn. Qua đầu bếp chuẩn bị làm món sườn nướng. Sao ồ, một cái miếng kia là bự vậy luôn hả? Miếng kia chín không ta, bự quá vậy. À, cái miếng đen đen này chắc ok à. Miếng đen này nè. Ừ, chị xôn vô miếng nữa. Cho nó vàng tí nữa. Chế tác thành phẩm món bò gì nướng này. Một cục nước bãi bò. Bây giờ tôi chưa biết cái món gì để chú xem nó mới biết coi cái gì đây. Giờ nướng rồi đó. Và được tác phẩm rồi đó mà chứ. Sao? Bò. Đốp thử cho anh sao? Chọn rau luôn. Rau cải luôn. Tương nước mắm luôn. Này mà này đầy đủ hết rồi. Nhất. Đây xong rồi đó bà con ơi, cái này cái món này là món đặc sản ở ngoài Châu Gác Bếp Tây Bắc. Tây Nguyên. Tây Nguyên với. Tây Nguyên hay Tây Bắc? Tây Nguyên. Ở đây của mình. Ủa Tây Bắc hả? Tưởng là Tây Nguyên chứ. Giờ rồi già hai đứa nhỏ có đi Tây Bắc không? À, đây là heo nướng. Rau, này mới nấu thầy luôn, tránh làm luôn. Rồi cuối cùng là qua xào. Được không? Được. Làm láng. À, rồi, đâu chuẩn bị phát pháo nha bà con. Nói là hai anh em là lẩu gà nồi. Lẩu gà đá. Đây, ba anh em đầu thăng ly. Chúc mừng gặp lại. Trong một chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm. 4 ngày 3 đêm hòn gì đó đảo hả? Đảo Nam Du. Đi cùng mấy anh em mấy bữa nay không có lên clip nha. Nay về tới nhà kết thúc tour mới lên. Hôm qua ở xe đét ăn lẩu gà. Hôm nay lên tránh chơi trâu. Trâu gác bếp. Heo sườn heo vậy đó, heo chấm gà, chấm này là lục tủ là rau, canh sườn cải chua, nó nấu á, mớp xào hột vịt, hôm qua trời, nói còn ăn nước cười, chuẩn bị mà nạp năng lượng để cuối tuần đạp về Đồng Tháp nha, đạp về Đồng Tháp rồi đó, ai vô buổi tối vui vẻ, từ ngày hồi dưỡng cho anh tránh phải khỏe đi. Thứ bảy anh em mình túc tắc bò nữa. Thứ bảy đạp về không biết ông có hay đám tiệc gì không. Rồi chào buổi tối nào. Xin chào. Chào. Anh nhiều chưa?